Theo ông Andrew Naylor, khó xảy ra việc vỡ bong bóng vàng. Tại Việt Nam, giá vàng trong nước chênh lệch gần 500.000 đồng so với phiên trước. Indonesia bi quan sản lượng vàng sẽ giảm mạnh trong năm 2020. Cách ly xã hội do Covid-19, nhiều người lại tìm được kho báu tại gia. Tất cả sẽ có trong bản tin tỷ giá FBNC ngày hôm nay. Ngọc Mai xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình tỷ giá FBNC và mở đầu phần 1 hãy cùng với Ngọc Mai cập nhật những thông tin quan trọng trên thị trường vàng thế giới. Thưa quý vị, sau khi ghi nhận 6 tuần tăng liên tiếp thì trong phiên thứ hai đầu tuần theo giờ Hoa Kỳ, vàng tiếp tục có mức tăng như dự báo của phần lớn các chuyên gia đưa ra trước đó. Kết thúc phiên đầu tuần thì hợp đồng vàng giao tháng 8 tiếp tục tăng 7,4 đô la Mỹ, tương đương 0,4% lên 1817,4 đô la Mỹ một ounce khi được thúc đẩy bởi các biện pháp kích thích tiền tệ nhằm ngăn chặn tác động của đại dịch. Theo ông George Jero, giám đốc quản lý tại RBC Wealth Management nhận định, kỳ vọng lãi suất thấp hơn và nhiều biện pháp kích thích hơn, cũng như nợ gia tăng cùng vô số lo ngại về kinh tế toàn cầu chậm phục hồi và các dòng tin về đại dịch trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung đã khiến nhà đầu tư mua nhiều vàng bạc hơn. Tính đến 11 giờ ngày hôm nay, tiếp đà tăng của giá vàng tương lai, giá vàng giao ngay cũng có mức tăng rất mạnh, dừng tại mốc là 1819,7 đô la Mỹ một ounce ở chiều mua vào và 1820,2 đô la Mỹ một ounce ở chiều bán ra. So với phiên hôm qua thì đã tăng 11,8 đô la Mỹ ở cả hai chiều. Giá vàng hiện cao hơn 19% từ đầu năm đến nay và hơn 41% so với đầu năm 2019, khi lúc đó vàng chỉ ghi nhận con số là 530 đô la Mỹ một ounce. Có thể thấy sự tác động của Covid-19 đến kênh an toàn này là lớn như thế nào. Vàng thế giới sẽ tiếp tục xu hướng đi lên trong bối cảnh dòng tiền tìm đến các loại tài sản an toàn và các chỉ báo kỹ thuật cho thấy đà đi lên của vàng là khá rõ ràng. Hiện thì giới đầu tư đang dõi theo diễn biến hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu EU nhằm tìm kiếm các manh mối đầu tư và với tình hình hiện tại, nhiều tổ chức dự báo vàng sẽ còn tăng giá. Tập đoàn tài chính đa quốc gia City cho rằng có 30% khả năng vàng sẽ lên mốc là 2.000 đô la Mỹ một ounce trong 3 tháng tới do chính sách tiền tệ nới lỏng và sẽ chỉ là vấn đề thời gian đối với việc vàng sẽ chạm mốc đỉnh cao mới. Ông Andrew Naylor, trưởng bộ phận ASEAN của Hội đồng vàng thế giới nhận định, trợ lực của vàng vẫn còn rất nhiều, nhất là trong môi trường lãi suất cực thấp và tình trạng bất ổn kinh tế hiện nay thì đà tăng của giá vàng là bền vững và lâu dài, khó xảy ra việc vỡ bong bóng vàng khi sức khỏe nền kinh tế phục hồi. Qua nhận định của ông Naylor, ta có thể thấy rằng, ngoài là một tài sản an toàn và ít rủi ro, vàng còn là một thước đo thể hiện sức khỏe của một nền kinh tế. Và với tình hình kinh tế tiếp tục đình trệ như hiện tại, thì không những vàng mà các kim loại quý khác cũng có thể sẽ chứng kiến các đợt tăng giá trong thời gian tới. Trở lại với giá vàng tại Việt Nam, giá vàng trong nước tiếp tục xu hướng đi lên giữa lúc dòng tiền tìm đến các loại tài sản an toàn. Tính đến 11 giờ hôm nay, giá vàng trong nước đã thiết lập mức đỉnh lịch sử mới. Với tất cả các doanh nghiệp cũng như tiệm vàng tư nhân đều niêm yết giá bán ra vượt mốc 51 triệu đồng, tăng từ 370.000 đồng đến 510.000 đồng ở cả hai chiều. Trong đó, thì công ty cổ phần vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC tiếp tục niêm yết giá vàng bán ra cao nhất trên thị trường, với mức tăng đến 470.000 đồng, nâng giá bán ra lên mốc là 51 triệu 320.000 đồng một lượng. Chiều mua vào cũng có mức tăng 450.000 đồng, lên mức là 50 triệu 920.000 đồng một lượng. Bảo Tính Minh Châu và Phú Quý STC giữ mức giá mua vào cao nhất trên thị trường, năm tại mốc là 50.950.000 đồng một lượng, còn chiều bán ra lần lượt tăng 480.000 đồng và 510.000 đồng, dừng tại mốc là 51.200.000 đồng một lượng và 51.250.000 đồng một lượng. Công ty vàng bạc Phú Nhuận PNG thì niêm yết giá mua vào dừng tại mức là 50.920.000 đồng một lượng, chiều bán ra ở mức là 51.200.000 đồng một lượng. Trên lệnh mua bán nới rộng hơn phiên hôm qua, dừng tại mức là 280.000 đồng. Nhiều số liệu chi tiết mà quý vị đang thấy ở trên màn hình. Quý vị đang đến với phần tổng quan thị trường vàng. Như FBNC đã nói trong các bản tin trước, với việc giá vàng tăng nhanh như vậy, thì ngoài những yếu tố tác động như kinh tế, xã hội hay Covid-19, thì còn có một lý do khác đó là nguồn cung không đủ so với nhu cầu. Tại Indonesia, quốc gia trong top 10 nước sản xuất vàng lớn nhất trên thế giới đang phải đối mặt với tình trạng sản lượng vàng khai thác giảm mạnh trong năm nay. Tính đến tháng 5 năm 2020, sản lượng khai thác vàng của quốc gia này chỉ đạt 9,98 tấn, thấp hơn nhiều so với con số năm 2019 là 109 tấn. Sự suy giảm sản lượng là do chuyển đổi các hoạt động sản xuất của công ty có mức đóng góp lớn nhất cho sản xuất vàng của Indonesia là PT Fibor, từ khai thác mỏ lộ tiên chuyển sang khai thác ngầm thời gian chuyển đổi cho các hoạt động khai thác của Fibo có thể kéo dài trong 2 năm. Mặt khác, thời gian vừa qua, tình trạng khai thác của ngành vàng tại thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19 cũng bị ảnh hưởng. Các hoạt động sản xuất phải ngừng hoạt động từ tháng 3 đến tháng 5. Theo báo cáo của Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản của nước này, sản xuất vàng năm 2019 là 109,02 tấn, thấp hơn nhiều so với năm 2018 là 135,25 tấn. Nếu năm 2020, sản lượng khai thác tiếp tục giảm, đây là năm thứ hai liên tiếp, sản lượng vàng của Indonesia giảm liên tục. Tạm gác lại những câu chuyện về việc giá vàng có tăng hay là giảm trong tương lai. Ngọc Mai sẽ mang đến cho quý vị một câu chuyện khác, đó là việc cách ly xã hội vì Covid-19 cũng có niềm vui riêng của nó khi vừa qua bảo tàng nước Anh đang quá bận rộn vì nhiều người dân tìm thấy kho báu. Hoạt động tìm kho báu này được tiến hành trong vườn nhà là một thú vui mà nhiều người dân Anh tìm tới trong chuỗi ngày cách ly xã hội vì dịch Covid-19. Những trường hợp tìm thấy cổ vật được thông báo về bảo tàng Anh nằm ở London Anh đã tăng lên đột biến trong thời gian qua. Điều này được lý giải là bởi người dân có nhiều thời gian rảnh rỗi ở nhà, chăm sóc vườn tược, họ đào xới đất nhiều hơn, sâu hơn. Bên cạnh đó cũng có nhiều người đặt mua máy dò tìm kim loại để khám phá lòng đất của chính khu vườn nhà mình. Một nhân viên của bảo tàng chuyên phụ trách việc người dân tìm thấy cổ vật cho hay trong khoảng thời gian cách ly xã hội vì dịch Covid-19, rất nhiều người dành thời gian để làm vườn và tìm thấy những điều thực sự thú vị nằm trong lòng đất của khu vườn nhà mình. Đó là những mảnh gốm cổ, những nông cụ cổ xưa, những đồng tiền cổ, những tấm bia đá lâu đời. Người phụ trách này cho biết thêm, thường mọi người sẽ không có khả năng tự định giá được những món đồ cổ vật mà mình tìm thấy. Trong phần lớn trường hợp, người tìm thấy cổ vật sẽ được giữ món đồ mà họ tìm thấy và được hưởng những lợi ích kinh tế từ đó nếu món đồ có giá trị. Tuy vậy, không phải đồ vật nào được tìm thấy cũng có giá trị lớn. Nhưng điều đó luôn rất thú vị và gây phấn kích đối với người tìm thấy. Cho tới giờ, đây là một trong những điều ích lợi của việc cách ly. Mọi người có thời gian để làm những điều mà trước đây họ không có thời gian để làm. Chuyển sang những thông tin về tỷ giá ngoại tệ, trong phiên hôm nay, giá đô la Mỹ đã tiếp tục có sự điều chỉnh giảm không đáng kể, nằm tại mốc là 23.878 đồng, giảm 3 đồng ở chiều bán ra và giữ nguyên mức 23.175 đồng ở chiều mua vào. Giá đồng euro có sự điều chỉnh tăng cả hai chiều, nằm tại mức là 25.813 đồng, tăng 85 đồng ở chiều mua vào và 27.409 đồng, tăng 89 đồng ở chiều bán ra. Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ sáng ngày 21 tháng 7 được Ngân hàng Nhà nước công bố tại mức là 23.231 Việt Nam đồng trên đô la Mỹ, giảm 4 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Những cập nhật mới nhất về phần tỷ giá ngoại tệ cũng đã kết thúc chương trình tỷ giá FBNC. Ngọc Anh xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.